Nào cả lớp cùng đọc lại lần nữa nào. Na nỉ khổ lùng khai mấy khổ. Na nỉ khổ lùng khai mấy khổ. Nỉ chẳng 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 lão sư à. Nỉ khai chạy an hải cung sư sắc ban mà. Nỉ chư khớ này sửa sớm mà ya. Nỉ chư khớ này sửa sớm mà ya. Cứ nhớ là cái chữ khớ này phải rõ này. Khớ này. Ví dụ Hà Nội chẳng hạn. Hà Nội. Mày chữ khẩn mán rồi. Thế là chúng ta cứ tập đọc nhanh mà. Nghĩa là khi mình nhớ được cái câu nói của nó, cách duy nhất là chúng ta cứ học thuộc lòng từng câu một, từng cái đoạn ngắn một. Nên thì khẩu lùng khái mấy khảo đọc tầm 20 lần này là nhớ được ngay mà nó nhanh ngay mà. Ní chẩn mà chưa lão sư à? Ní khái chai à, khải cung sư sang ban mà. Nhớ là chữ sư răng cắn môi cười, chữ sang uốn lưỡi vào. Cung sư sang ban mà. Nǐ qù hě nèi xuě shěn me yā? Chữ qù bật mạnh hơi. Mèi tiān dōu shì hěn máng de. Mèi tiān dōu shì hěn máng de. Gōng zhuò dōu shì yào hěn wǎn de. Gōng zhuò dōu shì yào hěn wǎn de. Đâu sự dạo chữ sự uốn lưỡi bật cả lớp cùng đọc lại này. Chán mần chu chai nào. Chán mần chu chai nào. Khớ chạy sớm mật đi phang quán. Khớ chạy sớm mật đi phang quán. Ý miễn mà phán Trung Quốc朋友. Ý miễn mà phán Trung Quốc朋友. Wǒ men yīng zhù zài Chǎo Yǎng Dà Lù Fēng Huáng Bìn Guǎn. Wǒ men yīng zhù zài Chǎo Yǎng Dà Lù Fēng Huáng Bìn Guǎn. Huò Guō Qì Bìn Guǎn. Huò Guō Qì Bìn Guǎn. Má phán nǐ dǔ qǐ lái. Má phán nỉ, má phán nỉ, tú chỉ lái, tú, thinh, xua, tú là, tú gần như xua ấy, nhưng mà như thế này, đúng rồi, tú là đọc, còn xua là nói, má phán nỉ, tú chỉ lái, tú chỉ lái, đọc lên, đọc lên, đọc lên, chứ không phải là chỉ, má phán nỉ, tú chỉ lái, chọn, Chán mần Má phá nỉ xem tôi không làm được. Thế của khan của tao không nhìn thấy. cái chữ tạo đấy mình có thể dịch theo cái ý nghe thấy này, nhìn thấy này, nó có thể dịch là thấy hoặc là được hoặc là đến, trường hợp khác nó lại dịch là đến. Của tao mà không biết tạo cha là ma, tạo cha là ma nghĩa là gì nhỉ? Anh đến nhà chưa đấy là một chữ tạo nhưng mà nó có nhiều nghĩa.
Gật đầu là đồng ý. Gật đầu. Đầu là Tiền thấu. 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 Rồi phải sự thống ý. Sự thống ý. Lắc đầu là không đồng ý. Lắc đầu là không. Không, không đồng ý. Không có cũng được. Sự thống ý. Thống ý. Lắc đầu. Giáo thấu. Giáo thấu. Sự. Cô thống ý. Không đồng ý. Hoặc là lắc đầu là không có nào. Mấy hiểu. Mấy hiểu. Có thể thay chữ phổ thống ý bằng chữ mấy hiểu. Mấy hiểu. Giáo thấu sư mấy hiểu. Thấu. Hoặc là từ chối thì nói thế nào. Hoặc từ chối. Khấu. Thua. 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 Từ chối. Tụ thống. Từ chối. Thay chữ. Thuê đúng không? Thuê chữ. Thuê chữ. Thuê chữ. Màn hình lát rồi chín rồi. Taxi là gì nhỉ? Bạn nào biết chữ taxi là gì? Taxi. Taxi là tiếng Latin, taxi là tiếng Trung. Taxi. Tisa. Tisa. Không biết là cái chữ này nó giống như chữ tờ ấy, nhưng mà đây là âm khác, chị cũng chưa học từ này. Chứ thấy sang Trung Quốc người ta cứ bảo tả ti, là gọi xe taxi. Tả ti. Tả ti. Đi tả đi và chị ấy gọi xe taxi đi. Tạc tô vào đây. Đi tả. Người gửi. Đi tả đi đấy. Chị ấy phải lột kết mạng. Mạng kém. Xe taxi là gì? Đi tả đi. Đi sự là taxi. Đi sự taxi. Nó nghe cái âm nó nghe nó. Em lên trang không? Tả là gọi, ví dụ tả theo qua gọi điện thoại. Tả là đánh. Tha bị tá xử, anh ấy bị tá xử, tá đánh xử chết. Đánh chết rồi, anh ấy bị đánh chết rồi.
duyên nhờ trên trời cũng gặp. Hữu duyên thiên lý. Có ai biết câu này, đây là âm Hán Việt đấy. Ôi em chỉ thấy ngày xưa nhau là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thiên lý đấy. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Bây giờ chúng ta dịch ra tiếng Trung. Thiên lý năng tương ngộ. Thiên lý này là lý là dặm. Dặm km ấy, chứ không phải là thiên là nghìn. Năng tương thiên không phải là trời. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Duyên hữu là gì? Có duyên. Có. Dầu. Dầu duyên. Dầu duyên. Chen lì. Chen. Chen này là ví dụ chen là yi chen yi chen là khoai chẳng hạn. Một nghìn. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Chen duyên. Chen vô duyên. Năng. Nấng. Xiang yu. Có thấy cái hình chiếc xe đó. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Đây là chúng ta dùng âm Hán Việt hoàn toàn. Xa nghìn dặm mà có duyên nợ thì vẫn gặp, không có duyên nợ thì dù đối diện vẫn coi như không gặp. Đấy là chúng ta dịch ra nghĩa tiếng Việt. Còn bây giờ chúng ta chỉ dùng đối âm Hán Việt thôi. Thiên lý, năng tương ngộ. Dựa vào lời ra nói thế nào? Uống rượu vào để chiều. Nói ra. Chiều rượu. Cứ chiều ra bia gì? Lời ra. Cứ chiều uống rượu. Lời là dáng. Chu. Xuất ra. Từ. Có những người nói uống rượu vào thì nói thật ra hết, nhưng mà chúng ta phải đề phòng trường hợp người ta giả vờ say rồi người ta nói ra như vậy là nói ra người nói dối như thế. Giờ chúng nó không say nó không nói dối đâu. Nó say là nó chửi nhau rồi, nó đúng không? Bây giờ nó dễ động cái là đánh nhau đi. Tối hôm qua về hai thằng đánh nhau ngay trong ngã ba đổi tiền đây. Anh uống rượu trên ba mèo về hai thằng bạn chơi đánh nhau lao đánh nhau. Thường thì mày cậy mày một thằng này mày cậy mày Lạng Sơn mày dọa tao à? Mày đừng đáng tao sợ mày à? Thế là đấm nhau. Dẻo tao ngất ngất sao? Ai nào trước nhỉ? Bên dưới. Biển thấu sự, thúng ý. Biển thấu sự, vô thúng ý. Mấy dẻo. Quả, tuy trí. Chí hữu chứ Ní tả tí ba Rầu yến xiang yến Nóng xiang yu Ú yến tuy nhiên Bụ xiang phấn
点头是同意，摇头是不同意，没有或对其。你打的吧，第一次有缘千年能相遇。千能相遇，无缘对面不相逢。里的đây là công里，công里là km。ngày xưa mình nói là dặm đấy, mình không nói là km. nghìn dặm点头，同意，摇头，或退，đúng không? chứ cả lớp cùng đồng này, 点头是同意，摇头是不同意，摇头是没有，摇头是没有，或推辞，或推辞，或推辞，辞让干么鬼？辞推辞吧，推，摇头是没有或推辞，摇头是没有或推辞。你打的吧，你打的吧，的是，的是。有缘千里能相遇，有缘千里能相遇，无缘对面不相逢，无缘对面不相逢。一千人民币，一千人民币，八九八千hơn gì đấy，酒入言出，酒入言出，酒入言出，酒入言出，酒。cơm thơm quá.
Họ có đi họ có đi có người bảo là học 2 năm không biết gì nhưng mà đi bán hàng thì tạo là biết. Đúng rồi, bởi vì chúng ta học vấn đề thì nhiều mặt chữ, giống như là trẻ con ấy, nó học rất nhiều thứ nhưng mà chưa chắc nó đã biết nói. Thế thì khi chúng ta đi giao tiếp ấy, chúng ta cần cái gì chúng ta nói cái đấy. Cũng như người Trung Quốc ấy, nó học tiếng Việt rất là nhanh, chỉ trong một tháng, bởi vì nó chỉ học đúng tầm 50 câu đấy thôi, mỗi ngày học 2 câu chẳng hạn, thế là được 60 câu chẳng hạn. Thế cả đời nó chỉ dùng 50 câu, 60 câu đấy để nó làm việc. Ví dụ anh mua cái gì, cái này bao nhiêu tiền, đọc cái giá của nó lên, thế là được. Đấy là chúng ta học theo kiểu áp dụng vào công việc. Bài hôm nay chúng ta dừng ở đây rồi. Mọi người có muốn học học chạy không? Nghĩa là sang năm sau là chị không dạy nữa. Thế thì còn một tuần nữa hết tháng sau, hết năm tuần đâu nữa.